Đầu thầy hướng dẫn chúng ta là từ câu 21 đến câu 25. Rồi, người ta yêu cầu chúng ta mở cái câu 21 lên. Và lưu với dạng đọc theo đề nhé. Lưu với dạng template. À, có chữ docx này nè, các em lưu ý ở đây thì chúng ta vào file sẽ coi lưu tên gì. Oceans. Lưu cái tên này nha các em. Sen thì ở đây lưu vào dạng để coi template, chúng ta để ý ở đây tìm cái chữ là template. Đây là các em thấy chữ đem template đây nè. Người ta yêu cầu mình lưu vào cái dạng tên này. Đó, các em thấy ở đây là cái chỗ này nè. Đó. Rồi còn cái gì nữa không? Áp dụng hiệu ứng cho bức ảnh đám mây. Phía trên tiêu đề Deep Space. Thì chúng ta lưu ý, chúng ta bấm vào cái này, chúng ta vào trong format. Chúng ta để ý đây nè, ta chọn vô cái này nè. Để coi có phải đúng cái chữ đó không nha các em. Black. Tìm cái dạng này. Coi lại nhé, nó coi lại. Đó, các em thấy ở đây cái khúc này hơi phức tạp nha các em. Cái khúc này hơi phức tạp. Cái khúc này á, thì các em nhớ là các em phải vào cái chỗ More Color này nè các em. Các em bấm vào cái này. Đúng, ok với đúng nha các em. Rồi, để coi cái đề này còn câu nào nữa không? Hết rồi nhé. Bài says mai câu đặt cái ghi là câu 21. Rồi, sang câu 22. Lại bức ảnh này tiếp ha. Chỉnh footer và thiết lập sao cho không có sự khác biệt giữa trang đầu tiên và trang còn lại. Thì đầu tiên chúng ta mở này lên, chúng ta bấm vào cái, chúng ta có thể click vào đây cũng được, hoặc là thì chúng ta bỏ này đi. Thì đây chúng ta có thể coi hướng dẫn nè. Người ta kêu vào, chúng ta vào cái header footer trong thẻ design, cái nhóm option, chúng ta bỏ cái tùy chọn difference first page và đóng lại. Đó, thì chúng ta bấm vào đây cũng được, chúng ta bấm bỏ cái tùy chọn đi. Different first page. Rồi, tiếp theo đọc theo đề. Ý thứ hai của câu 22, chèn một hộp văn bản có cái kiểu này vào cuối tài liệu và nhập cái nội dung này. Thì chúng ta đi đến cuối tài liệu. Chúng ta vào Insert Textbox. Chúng ta tìm cái mẫu, chúng ta coi cái mẫu nha. Motion. Hình như mạng chúng ta đang có vấn đề. Rồi, tiếp tục nha.
nó vào đây. Trời hỏi là chúng ta đang vẫn đang nghe không? Alo, chúng ta vẫn đang nghe được chưa? Dạ có. Rồi, tiếp tục Đó. nha. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ vào cuối tài liệu của cái câu này, chúng ta vào trong cái phần textbox này. Thì chúng ta để ý, chúng ta tìm cái chữ motion. Đâu rồi? Chữ M nhé các em. Đó. Ở đây chúng ta nhìn vô coi nó là motion gì nhé. Slide 3 à, lấy để tìm tới rồi á nha. Lúc mà thầy đang đi luyện cái này thì cũng giống như các em á, cũng nghe giáo viên nói dạng như vậy. Nhưng mà khi mà mình làm lại á các em, khi mình tự mình luyện mình làm lại thì mình sẽ dễ hơn, tuy là mình không thực hành nha, nhưng mình cứ nghe. Nhưng mà mình nghe xong mai mốt mình làm lại thì dù sao mình cũng nhớ mang máng, tại vì cái này mà các em chỉ nghe không, các em không làm là không thi được. Các em nhớ như vậy nhé, chắc chắn là nghe không làm mà cũng không thi được, phải làm mà vướng. Rồi sang mai câu 22. Rồi chúng ta sang câu 23. Rồi chúng ta sẽ mở câu 23 lên. Trên một clip ạ, vào phần giữa tài liệu ha. Tiếp ạ theo cái dạng này và thiết lập bo gói thành 12 test. Thì đầu tiên chúng ta sẽ vào trong cái insert clip ạ. Chúng ta theo cái nhóm, trong cái nhóm này ha, chúng ta chèn vào giữa tài liệu. Người ta có nói tài liệu trang nào không? Rồi, chúng ta sẽ kéo đại vào. Chúng ta người ta yêu cầu chúng ta chọn là format behind step. Sau đó chúng ta nhớ là căn giữa theo phương ngang và phương đứng, ta bấm vào đây nè. Đó. Là xong. Đó. Thầy lấy thầy chưa chọn nhé các em, mà chọn đây nhé. Đó. Thì chúng ta có thể coi hướng dẫn, nếu mà người ta thấy chưa chắc lắm thì người ta coi hướng dẫn nè. Mới có ý đầu thôi nha các em. Thì ở đây chúng ta để ý ta coi nè, đầu tiên ta chèn vào cái, chúng ta gõ chữ này ha. Đó, chúng ta vào trong cái format, trong cái nhóm này chúng ta sẽ chọn position, chọn more và chọn wrap test, nhấp vào position. Thật ra lấy thầy làm nhanh ha, alignment, chọn center, vertical center luôn. Thì theo cái hướng dẫn của đề á, thì người ta đầu tiên các em sẽ vào cho phải vào trong đây là chọn More Layout Option. Đó, người ta yêu cầu là chúng ta nhìn kỹ lại theo hướng dẫn đi. More Option đây nhé, Test Wrapping, chọn Behind, Test, chọn Behind, đâu rồi, Behind. Đấy. Đây, chọn Behind đây. Rồi, hồi lấy do thầy làm cái thao tác thì cũng giống như vậy luôn nhé, cái này theo đề. Rồi trong cái vùng mà Horizontal, Position, Alignment, chúng ta chọn là Center, Vertical Center. Các em thấy hồi lấy, hồi lấy thầy chọn vô cái hai cái này một lúc cũng giống như thầy đang chọn ở đây, nhưng mà ở đây có một cái người ta yêu cầu, người ta chỉ yêu cầu như vậy. Đó, thì cái thao tác mà hồi lấy thầy làm chỗ này với lại làm chỗ này thì giống như nhau. Đó, nên ok. Đó. À, nhưng mà có một cái hồi lấy hồi lỡ cái này là nhớ là phải bị hai test nhá. Đó. Rồi, đó là câu 23. Theo hướng dẫn của đề cho hướng dẫn cách đó, theo cách của thầy lại là theo cách khác một chút thôi, nhưng mà thầy muốn làm theo hướng dẫn của đề để các em biết. Rồi, câu 24. Đọc đề nhé. Chèn thứ tự trang, hình như câu 23 còn ý gì không ta? Thêm một chân trang trống, và nhập vô cái chữ này. Câu 23 chưa xong nhé các em. Thì mở câu 23 lại lại. Mai câu 23. Thêm một chân trang trống, nó vào trong insert nè, nó để ý nhìn theo hướng dẫn của đề.
Insert, sổ xuống chúng ta chọn plan, insert header footer, là chọn như thế này đó, và nhập vô cái chữ này đó, vậy thôi. Rồi lưu lại, mở câu 24 lên. Trên số thứ tự page number ngay phía dưới trang sử dụng cái kiểu này, phía dưới nghĩa là bottom đó, bottom. Thì đây chúng ta vào insert nhé, đây nè, chúng ta sử dụng kiểu gì để coi đề, để yêu cầu stack, stack là ngăn xếp á, chữ S. Nếu mà chúng ta kéo nhanh quá thì là rất từ từ. S. Rồi. Ta để ý đây có kiểu stack rồi, nhưng mà kiểu stack gì đây? À, space 2 nhé. Nhiều khi nếu mà chúng ta là kéo xuống cho nhanh. Đây. Coi lại sắp tới giờ. À. Page number. Let's done. Rồi đây nhé các em, hơi mất thời gian đúng không? Rồi tiếp theo đánh dấu là bảng cuối cùng, các em lưu ý cái này, chúng ta đánh dấu là bảng cuối cùng đó, thì chúng ta vào file, chúng ta vào trong cái này, chúng ta chọn match as final, ok. Rồi file, nếu mà muốn lưu thì vào file save mai câu 24. Rồi câu 25. Rồi đọc đề nhé. Trong tùy chọn sửa chính tả, bỏ tùy chọn tính năng thay thế tự động. Nghĩa là thì ở đây các em vào trong file option grouping auto correct option ở đây nè. Các em bỏ vào, bỏ cái tính năng gì thay thế tự động. Bỏ này đi nè. Ok. Đó. Thì chúng ta coi hướng dẫn, người ta vào yêu cầu chúng ta vào đây nè, vào trong cái bỏ hộp kiểm tra đi nè, các em thấy không? Đó, ok. Rồi, tiếp theo. Chèn header sử dụng dạng whisper. Đưa thuộc tính là get query và sáp nhập vào đi. Thì sai. Đó, thì ở đây các em nhớ là các em vào trong cái mục insert trong header footer ha. Rồi. Thì ở đây người ta yêu cầu chúng ta vào trong insert nè, chọn header footer nè. Chọn dưới này. Rồi, trong đây người ta lại yêu cầu chúng ta vào trong insert whisper. Trong cái này là các em, người ta yêu cầu mình chọn get query. Đó, phức tạp vậy đó. Đó. Thì coi chúng ta có thể coi hướng dẫn là whisper documents get query. Và cái chỗ mà get query đó mình sẽ nhập vào cái chữ là design vào đây. Đó. Rồi, file CSS. Michael 25. Rồi, và là thầy đã hướng dẫn chúng ta